Xin chào anh em mình ha. Nay em quay cái vườn thứ ba của em cho anh em mình xem nha. Cái chỗ này em dừng tuôn hết quý anh chị em mình ạ. Đây thì em trồng về cái hàng sắp đế quý anh chị em mình ha. Đi tham quan cái vườn này quay chút xíu cho anh em mình xem. Đây cái khế, bữa em dừng cái rào là chắc em phải dời cái này ra quý anh chị em mình ạ. Giờ cái chậu ra một xíu để nó hơi cạ cái tuôn, phải nhờ cẩu. Còn đây là cây khế em cũng mới mang về nè quý anh chị em mình ha. Ngay trồng nó cũng lên rồi. Trước thì em có một số cây ăn trái ở đây thì em cũng đã vô lưu rồi ha. Để em dòm cái mặt bờ trống á. Qua một tuần mới ghé lần anh chị em mình thấy gió nó tróc nè, tróc tấm bạc lên nè. Đây là hàng sắp đế nè quý anh chị em mình. Lùi sắp đế mà trước em hay quay cho quý anh chị em mình xem á ha. Này cái mức độ phát triển cũng tốt anh chị em mình ha. Thì cái này cứ trung bình là cứ khoảng tầm một tuần lễ vậy là em ghé em xịt thuốc một lần quý anh chị em mình ạ ha. Hàng sắp đế thì cái loại này thì bộ rễ nó mạnh đó quý anh chị em mình, cho nên là nó phát triển và mình trồng hầu như là trồng cái lô này là em không có tưới kích rễ gì quý anh chị em mình ha, hầu như là không có kích rễ. Ở bên này thì em trồng được bốn hàng này nó rơi khoảng tầm trăm cây quý anh chị ha, trăm hơn trăm cây á. Đây đế thì hàng sắp đế thì quý anh chị em mình quá quen thuộc ha. Hôm nay gió quá mà phải chờ phải chuẩn bị đi dằn kẽm rồi quý anh chị em ạ, chứ không là nó tét nhánh. Gió mà bạc anh em mình thấy nó tróc luôn nè ha. Thì em quay sơ lược cho quý anh chị em mình xem, chứ tới đây là nhiều việc làm ở cái vườn này lắm. Nào là phải đưa kẽm vô bờ nè, rồi phải rong nhánh nè ha. Đấy, chứ nó ra như thế này mà quý anh chị em mình không bợ kẽm, không rong nhánh là bắt đầu nó tét hết quý anh chị em mình ha. Trồng cái này nó lợi cái là mình không có cần tưới kích rễ quý anh chị em mình ạ ha. Cái hàng sắp đế thì rễ đế nó rất là nhiều. Anh chị em mình thấy đế cám hay là cái dàn rễ lông nó rất là nhiều, mình đỡ cái mình không có tốn tiền kích rễ. Thứ hai nữa là khi mình ra bồn như thế này nè thì mình lợi cái nữa là mình đỡ tưới nước, có nghĩa là mình ra vào cái mùa mưa này quý anh chị em mình ha. Em cũng canh đầu tháng 4 em ra cái cây này, tính ra cái vô này em ra nay vẫn tầm được hơn tháng rồi quý anh chị em mình ạ. Hơn tháng rồi ha, hơn tháng rồi. Đầu tháng 4 mình ra là bắt đầu mình đỡ phải tưới nước, vô bồn mà tưới ngập cho nó lần vậy là bỏ luôn. Hôm nay là cứ hế nó phát triển thôi, miễn là xịt sâu xịt đồ á quý anh chị em mình ha. Xịt sâu xịt đồ á là anh em mình xịt đều đặn là được rồi. Ở đây em xịt được một cử nấm bệnh ha. Đây thì em cũng không có mua đất mặt ruộng luôn quý anh chị em mình ạ. Không có mua đất mặt ruộng mà em chia nó làm bốn đường như thế này nè, bốn dải như thế này nè. Em dùng ba cái tấm lưới nó khổ 3,6 m thôi, còn hai cái rãnh này bắt đầu em lấy đất ha, làm bỏ vô em trộn trấu sơ dừa làm trồng thôi. Rất là đơn giản quý anh chị em mình ơi ha. Mình lấy mình trồng xong rồi bắt đầu tới đây bắt đầu bây giờ mình bỏ cho nó một năm đi quý anh chị em mình ha. Những cái cây nào mà anh chị em mình tán đầu đinh á thì có thể là mình ghép luôn ha, có thể là mình ghép Hữu Đức hoặc là Bình Lợi ha, chừng một bo một thôi. Còn hai nữa là mặt bông, ví dụ như Tết tàn Tết bông nó đẹp á thì bắt đầu mình lọc tiếp. Cây nào mà bông năm cánh bông xấu thì mình ghép, còn lại là hỏi mà bông mà ví dụ như là bông đẹp ok á thì mình giữ green nha quý anh chị em mình ha. Trồng thì cũng có cây tốt cây không tốt quý anh chị em mình, mà ở đây thấy nó đều rang à anh chị em mình, thấy nó lên đều rang à ha, lên đều rang à. Đấy. Này là cứ xịt sâu hút nấm đồ ra cái lá nó đỏ ao nè, anh chị mình thấy nó lột tóc mình luôn nè, gió dữ lắm ha. Đó, anh chị mình thấy trên đó đó ha. Rồi
rên lá rất là đỏ. Chỉ quay sơ lược thôi, còn tới đây công tác làm những cái việc ở vườn này cũng hơi nhiều anh chị em mình. Cũng còn đang làm ở cái vườn cái hàng lô tàn hoành mà tầm 30 ăn lên á. Em tuyển mặt bông á. Bữa nay em cũng ra với vườn ở ngoài bên ngoài kia em trồng 200 mấy chục cây á, rồi em cũng quay lại cho quý anh chị em mình xem ha. Quay cập nhật tình hình cái vườn của đó luôn cho quý anh chị em mình xem. Nó tất bật á, chỉ có ở đây thì em chỉ thuê có một người làm với em thôi, mình em với lại một thợ nữa thì cùng làm với em về đóng bồn nè, rồi làm cỏ nè, rồi xịt phân thuốc nè. Đấy. Cho nên là nó cũng hơi khá nhiều việc của anh chị em mình ha. Thì lúc nào mà tưới phân hay là mình làm công việc gì ở những cái cây mà mai Tết mai đầu trong kia thì em chia sẻ với anh chị em mình ha. Thường ngoài việc ở vườn mai Tết thì những cái mai trồng bồ, mai trồng tàn, mai trồng đế này thì cập nhật cũng như là cách chăm sóc hay là mọi thứ cho quý anh chị em mình xem chơi ha. Lựa đế, giờ mình cứ lựa đế như thế này thôi quý anh chị em mình ha. Hàng cách đế thì cứ lựa riêu vậy thôi. Rồi tình hình công tác nó vậy, rồi có gì đây em chia sẻ thêm quý anh chị em mình ha. Rồi xin chào và hẹn tất cả quý anh chị em mình những video tiếp theo nha.